Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Dạ, thì hôm nay mình lại làm cái video này thì không biết rằng là đến bây giờ thì vẫn có bạn nào thì vẫn còn theo dõi mình hay không, bởi vì cũng khá là lâu rồi mình mới quay trở lại mình làm lại cái video này, và cũng mình sẽ có khá là nhiều cái vấn đề mình muốn nói, và mình nghĩ là mình giờ thì mình edit video cũng tạm tạm rồi, cho nên mình cũng sẽ cắt gọn lại những cái gì mà mình có thể là nói một cách ngắn gọn nhất, và cái tương lai của cái channel mình nó sẽ như thế nào á, thì mình cũng sẽ nói trong video này luôn ha. Rồi, cái vấn đề thứ nhất á, rằng là tại sao mà nó lại lâu đến như vậy. Tại vì cái đợt video gần nhất của mình có lẽ là cái video quay roi vui vui con hu tao á, thì nó cũng phải ít nhiều gì nó cũng phải hỏi. Để mình nhớ lại coi, có thể mình nhớ không ổn. À đúng rồi, có thể là tầm 4 tháng trước đúng. Thì cái khoảng thời gian đó tại sao lại lâu đến như vậy đó? Tại vì sau cái đợt Tết á, rằng là giờ vô trường của mình là chạy dữ lắm. Kiểu như là từ cái đợt mà nghỉ dịch của năm trước nữa luôn kìa. Thì cái lịch học của mình nó bị ứ động lại đó. Cho nên vô là mình phải bị dồn lịch vô mình học khá là nhiều. Mà khi mà các bạn biết á, là nhiều khi là có thể là không học được, kiểu như học ít đi, thì quay về nhà thì nhiều lúc nó cũng không có thời gian nữa, tại nhiều lúc gia đình của mình thì cũng có người thân người đồ nữa thì cũng già cả, ông của mình sức khỏe thì cũng không được tốt, thì mình bắt đầu yếu dần đi đó, thì mình với ba mình thì cũng phải luân phiên nhau, chưa kể trước đó nữa thì mình cũng phải cuối tuần cũng đâu rảnh đâu, mình cũng phải đi học thêm cả bằng lái xe B1 nữa. Để thì nhà cũng có xe mà, cho nên mình tính học là để khi mà ba mình lúc nào cũng đâu phải là ba mình cũng lúc nào cũng rảnh đâu, để chở ông mình đi khám bệnh hay là đi đâu này nọ đó, thì mình sẽ là người mà mình kế tiếp ba mình phụ ba mình chở đi. Nói chung có khá là những cái chuyện trong gia đình mình cũng không nói sâu vô nữa, nhưng mà đại loại là như thế đó, mình cũng phải chăm lo cho gia đình nữa. Rồi cái việc thứ hai á, đó là khi mà mình nghỉ dịch này xong á, thì mình mới quay lúc mà mình cũng ở trong lúc mà trong quá trình học á, thì mình cũng suy nghĩ rằng là mình sẽ làm tiếp cái content gì để mình duy trì cái YouTube của mình, mặc dù nó cũng có 1.000 sub, nó cũng không có gần 2.000 sub à, nó không có đáng, nhưng mà mình thì lại thấy mình quý nó đó, đó từ cái thời mà mình tạo nó, từ cái hồi mà mình còn chưa vô cấp 3 nữa kìa, nên mình khá là quý nó. Cho nên mình đang tin kiểu mình cứ nhìn đi nhìn lại những cái content mà mình sẽ làm được cái gì đó, thì thực sự là mình không biết làm cái gì luôn. Và Steam á, thì mình cũng nói với mấy bạn luôn rằng là nó thực sự ra nó có bao nhiêu đó vấn đề à, nó không có nhiều, các bạn coi đi coi lại nhiều lúc cái về sau á, cái mà quan trọng nhất á là cái đoạn lúc mà các bạn, ví dụ các bạn tải cái artwork lên đi, thì cái đoạn quan trọng nhất á, là cái đoạn mà up cái code, cái mã code lên, thì cái mã code đó nó không có cố định, cái mã code đó là nó thay đổi theo thời gian. Và khi mình từng bản cập nhật của Steam á, mỗi lần nó cập nhật cho một cái đó là coi như là những cái mã cũ á, là nó không còn có hữu dụng, thì mình thì phải đi mò, là mình phải đi mình đưa vô lại những cái mã code đó khác vô, thì nhiều khi nó khá là tốn thời gian vậy thôi, chứ các bạn nghĩ là cũng khá là tốn thời gian đó, bởi vì đi dạo khá là nhiều mấy cái community rồi để lọc lại để coi cái nào mà nó gọi là dễ nhất á, để mà nó không có thay đổi nhiều á thì mình mới đem vô được, chứ cũng không thể nào mà làm chỉ vì một những cái đoạn nhỏ xíu vậy đó mình lại làm hết lại một cái video nữa, đúng không? Và rồi tiếp một cái vấn đề mà gọi là mình không có muốn làm video nữa mà tiếp nữa đó, đó là nói chỉ có thể là không liên quan tí xíu, nhưng mà đó là cái PC của mình. Vâng, thì đúng rồi, thì năm trước thì lúc mà tầm cuối 2020 đó thì nó vẫn là bình thường, nhưng mà mình có dự định đó là mình nâng cấp cái màn hình của mình, cái gạt Vega đó, thì tại vì mình có mua một không bị không cũ mình xài từ tận năm 2019 đó, thì mình cũng mua cũ nên xài kiểu nó cũng không có được mạnh, nó cũng không có được yếu đó, nên mình cũng xài kiểu như cho có thôi à. Rồi nên cái đợt năm đó đó thì mình tính là mình sẽ dự định mua một con mới luôn và xài lâu dài hơn á, tại vì bây giờ mình không kiểu như là mình sẽ không, mình cũng bỏ bỏ cái kiểu cái tật như là kiểu như là mình xài như bị chán á.
mình cứ thay qua thay lại linh kiện á, bởi vì mình là đi theo cái ngành hardware mà, nên mình khá là thích mình trải nghiệm nhiều cái linh kiện kiểu như nhiều thứ á. Cho nên mình cứ hay bị kiểu xài cái này 2 3 ngày sau chán cái phải đổi cái khác á, nên mình thì mình nghĩ rằng là làm vậy cái máy mình cũng không có mạnh hơn được nhiều đó, mà tốn thời gian tốn sức lực đi lại nữa, cho nên mình mới tính là mua một con xịn luôn đó. Và cái con mà mình nhắm tới đợt đó là 306 công ty hay là 3070 á, xài cho nó đáng. Nhưng mà ngặt nghèo cái là tiền ảo nó lên á, nó lên lại lần nữa thì mình không có thể mua được cái thứ mà mình mong muốn á, cho nên mình mua một cái màn hình bự hơn, nó như cái màn hình đang xài đây nè, 2K 144 Hz nha má, hơi bị đỉnh. Tại vì quyết định mua cái màn hình này mới mắc cười lắm, mình kiếm một cái màn hình nào mà nó nhìn thì mình các bạn nhìn ở bên ngoài thấy chẳng cái gì đặc sắc hết đó, nhưng mà nó lại có cái gọi là cái spec để chơi game hoặc là đồ họa nó cũng gọi là chuẩn chuẩn luôn, nên chỉ có mà đặc biệt là cái màn nó không phải màn hình cong nữa mà mình phải phẳng nha mình mới chịu. Nên cái con màn mình đang xài nè, Gigabyte nè, G27Q nè, là từ lúc mà mình nhìn cái màn này ngay từ đầu tiên là mình ưng cái thiết kế của nó rồi, chưa kể lúc mà mình nhìn kiểu như là mình trải nghiệm nó nữa, là coi như là mình đút thẳng tiền cho mình mua nó luôn đó. Thì mua cái màn hình xong á mình khoái lắm, mình tính về nhà mình làm video được các thứ cho các bạn được, nhưng mà đồ giống như kiểu ông trời xây đéo mày không được làm vậy đó, thì cái tai nghe của mình bị hư, thế là mình phải bắt đầu mình đi kiếm tai nghe các bạn, mình đi kiếm hoài nhưng mà không có một cái tai, mình đang kiếm một cái tai nghe nào mà kiểu như là nó vừa nghe tốt, nghe nhạc nó ổn mà nó vừa có một cái mic nó tốt để nó ngồi để mình lúc mà mình nói chuyện với các bạn á thì mình nghe nó rõ, nhưng mà nó các bạn nghe rõ nữa, nhưng mà ngặt nghèo cái là mình đéo thể kiếm ra được, khá là bực. Phải chừng 2 3 tuần sau á mình bắt đầu mình kiếm mình coi được cái con này mà mình đem về, ngặt nghèo cái đem về nó lại mắc cười hơn nữa, cái đầu cắm của nó đó không phải đầu cắm vô mấy cái chắc 3.5 mà nó cắm cái lỗ USB. Thì cũng sao đi, mình cắm vào không sao, coi như cao cắm gì thì nó cũng tiện hơn cái kia nhiều nữa, nhưng mà ngặt nghèo cái là bây giờ đến bây giờ mình không thể chỉnh được cái âm lượng các bạn à. Này đây, như cái phần mà recording ở đây nè, microphone nè, distance level nó cũng chỉ có nhiêu đây thôi, và thậm chí nó còn không có chỉnh được cái độ boost nữa, cái gọi là cái lúc mà cái kiểu như là cái mic nó sẽ có cái boost để nó âm thanh nó to hơn á, cái này nó không có luôn các bạn. Má mình hơi bị cay tại vì mình coi trên review khá là nhiều cái con Deju này mình thấy khá là ưng, tự nhiên cái về nhà cái nó như vậy, nhưng mà thôi thì thôi, âm thanh nó nhỏ thì mình edit cho nó cái âm thanh nó bự hơn thì cũng không sao, hơi chống cháy được. Và thế là mình đang chuẩn bị làm cái dự định làm cái video đó, thì cũng khoảng tháng 3 đó, qua Tết rồi đó, bắt đầu thảnh thơi rồi đó, thì đùng cái con cạc của mình có vấn đề, còn không biết không cũ á, nó bắt đầu chập chờn, thế là mình mới bắt đầu mình phải kiếm người mình phải bán liền. Tại sao? Tại vì tranh thủ lúc mà nó còn hoạt động á thì phải bán liền, tại vì giá đang thời điểm đó đang cao, bởi 1070 nó mua cũ lại mà khoảng chừng 7 8 triệu nó còn vẫn mua đó các bạn, mặc dù mình mua nó có 4 triệu mấy à, thế là mình phải bán luôn để mình hồi vào hồi là lại cái lời của mình á. Rồi đó mình đợi, thế là mình đợi xong cái mình mua mấy con cạc chống cháy gì đó, nhưng mà kiểu nó xài nó cũng không có đúng với nhu cầu mình, nó kiểu như là nó cứ chống cháy cũng không ra chống cháy, mạnh cũng không ra mạnh, yếu cũng không ra yếu nữa, từ 1650 cho đến 1650 Super 750T mình ngồi mình làm một vàng luôn, không có cái nào hợp hết. Mình xài mình cứ bị tức á, cho nên mình cứ ngồi mình canh mình kẹt mình mua cái mình hồi nữa mình bất lực mình bán kẹt luôn thu hồi lại vốn, nhưng mà không hiểu sao mình cứ qua mua đi bán lại vậy cái mình lại lời, nó lạ kỳ vậy đó đó. Cho nên mình mới cái đợt này nè, cái đợt mà có mấy con 3060 nè, cái đợt đỉnh điểm đó, nó là 25 triệu, thì mấy cái con mà dòng laptop Ray gì nó về nè, Live Ray chứ, thì nó về thì giá mình thấy nó cũng phải chăng, mà mình kiếm được cái con túp á, nó ba quạt nó cũng khá là bự, nó hầm hố mình gắn vô máy mình cũng hầm hố, mà giá cũng khá là rẻ, kiểu như khá là rẻ cho cái thời điểm này nha, cho thời điểm mình làm video thôi nha, nó là 15 triệu, thì kiếm vòng quanh các shop là coi như là người ta toàn bán 17 18 không à, có shop rẻ lắm cũng 16 thì mình kiếm được 15 thì mình phải biết liền. Thì đó, thì sau khi mình biết xong thì nhìn nhà mình mới có cái bây giờ, đến bây giờ mới có thể làm video với bạn nè, chứ cái đợt mà 3 tháng trước á, kiểu như mình xài gần 3 tháng á, là coi như là không có kẹt luôn. Và nói về những cái ví dụ như đây là có thể đoạn cuối của video nè, thì mình sẽ nói về dự định tiếp theo của mình sẽ làm gì. Thì thú thật với các bạn là mình cũng đã bí content rồi, mình không biết làm gì nữa hết trơn á,
cho nên mình cũng với lại mình cũng không biết được rằng là sau cái đợt dịch này thì trường của mình nó sẽ lịch học nó sẽ như thế nào, tại vì cuối rồi ra trường đi làm rồi nên mình cũng không biết là trường nó có bị dồn nữa hay không. Nếu mà dồn nữa đó thì là mình cũng xin lỗi với bạn luôn, là mình không còn thời gian, mình cũng sẽ tạm biệt các bạn một thời gian nữa đó. Thì cái đợt sắp tới đây nè, sau cái đợt dịch này nha, bây giờ là đang là cách ly xã hội, cái khu vực của mình Đồng Nai của mình là đang cách ly xã hội mà theo chỉ thị 16 luôn rồi, là 2 ngày trước là nghĩa là phải còn khoảng 2 tuần nữa lận. Thì để mà trong 2 tuần này đó thì là mình nghĩ rằng là tuần sau mình sẽ chắc phải có 1 2 ngày mình livestream Genshin, còn giờ giấc như thế nào thì mình không biết, nó tùy thuộc vào cái mạng á, tại vì mạng bây giờ thì nó mới có sửa cáp quang lại sau, mình thấy mạng đường mạng nhà mình nó bắt đầu cũng ổn rồi nên mình cũng sẽ livestream. Thứ hai là cái Genshin á, thì nói sao ta, tầm tuần sau là nó sẽ có một cái event khá là lớn. Event cũng đúng đó, vừa event mà vừa có một cái update mà gọi là cực lớn luôn đó, về một cái map Inazuma mới. Thì mình sẽ cái bữa mà nó update xong á, bảo trì xong luôn á, thì mình sẽ vào và gọi là vừa trải nghiệm mà vừa livestream cho các bạn coi luôn, tại mình nghĩ cái lúc đó là cũng sẽ thu hút nhiều người xem á, mình nghĩ vậy thôi, chứ còn mình channel của mình thì không biết những bạn mà có theo dõi mình á thì có chơi trò đó hay không. Và một số bạn hỏi là tại có thể mình tự hỏi là tại sao mình không livestream luôn đi, thì thật sự là bây giờ vào game nó không có content nữa đó, ngoài đánh event cho một cái làm daily cho một cái đi ra chơi game nó khá là chán, nên đợi đợt sau á nó sẽ ra cái update bự, update lớn á, event lớn luôn á, thì bắt đầu là mình sẽ livestream. Lúc đó đi nó sẽ có hứng thú hơn nhiều, những cái mình không biết á mình đi cái mình mới tò mò, mình giải đố rồi đồ nó mới hay ha. Thì nếu bạn nào mà có thích đây vậy á, thì có thể ủng hộ mình là sau đó coi cho mình, và sau cái đợt đó rồi đó thì có thể là mình sẽ bắt đầu quyết định xem là mình sẽ đưa cái channel này tới đâu, hoặc là trường hợp xấu á, nhưng mà trường hợp xấu mà mình không có, mình nghĩ là mình cũng không muốn mong muốn cái này nó cái trường hợp này tới, đó là mình phải tạm biệt làm coi như là mình không có làm video nữa đó. Thì trong thời gian đó đó thì không phải là mình bỏ làm video luôn, mà là mình cũng sẽ vẫn đi theo cái ngành hardware của mình, cho nên mình sẽ kiểu kiếm một cái gì đó vui vui như kiểu mà test game á, mình rất là thích mấy cái đó nha. Thì mình sẽ có một cái channel riêng rồi, thì mình sẽ làm test game ở bên đó, thì mình sẽ mượn đồ của ai đó mình về, thì nếu mình test được thì mình cũng sẽ quẳng ở bên channel đó, chứ không có động đá động đến cái channel này nữa, channel này chỉ nói về mình thôi ha. Thì cái clip của mình nó cũng chỉ tới đây thôi, thì cảm ơn các bạn đã xem video này của mình ha. Nếu như bạn nào mà còn xem á, thì có thể ủng hộ mình là đợt sau, có thể thứ tư tuần sau đó thì có thể coi livestream của mình, thì trong thời gian đó thì nếu có vấn đề nào mà về cái Steam á thì các bạn có thể hỏi luôn, thì mình cũng trả lời luôn cũng được, không sao. Nhưng mà cũng chỉ trong cái giới hạn của mình thôi, bởi vì khoảng chừng 3 4 tháng nay là mình không có coi gì về cái Steam nhiều nữa đó, cho nên nhiều khi mà mình cũng có update là hết được hết mấy cái thông tin đó, nên có thể là một số cái mình không biết, nên mình sẽ trả lời trong cái giới hạn của mình thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.